Ngọc Thít rất vui khi được gặp và đồng hành với tất cả quý vị khán giả. Và quý vị ơi, đừng quên khung giờ phát sóng định kỳ của chương trình, đó là vào lúc 13 giờ 45 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và để mở đầu chương trình, Ngọc Thít xin mời quý vị khán giả cùng điểm lại những tin tức thời trang đáng chú ý nhất qua chuyên mục Mood 24/7. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 vừa qua, chương trình Phong cách và cuộc sống thuộc công ty Gia Minh Media đã tổ chức đêm diễn thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Tình ngây ngất ngày chung đôi. Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu, show diễn ngày chung đôi đã khắc họa nên một bức tranh sống động, đông đầy cảm xúc dành tặng các cặp đôi sắp về chung một nhà. Show diễn quy tụ các thương hiệu nổi tiếng cùng các nhà thiết kế như áo dài Dory, nhà thiết kế Tạ Linh Nhân, áo dài Đan Hà, thương hiệu Pelani, nhà thiết kế Văn Thành Công, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, nhà thiết kế Việt Hùng, nhà thiết kế Mai Phương Trang, thương hiệu Joan Prior. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia trình diễn của những người mẫu nổi tiếng như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Nam Vương Ngọc Tình, Hoa Khôi Nam Anh, Hoa hậu đại sứ du lịch Phan Thị Mơ, Hoa Khôi Lý Thu Kiều. Với những thiết kế mới nhất được trình làng trong show diễn ngày chung đôi, hy vọng sẽ là những gợi ý thú vị dành cho quý khán giả trong mùa cưới năm nay. Khi cuộc sống phát triển thì nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng tăng cao. Kinh doanh thẩm mỹ spa cũng được coi là một trào lưu đón đầu hiện nay. Vừa qua, chương trình Đại hội Đào tạo Kinh doanh Vận hành Marketing Spa 2018 đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành spa. Đặc biệt, chuyên gia Lý Quý Vĩnh, người sáng lập bộ môn vận hành quản lý marketing spa tại Việt Nam, cũng đã có buổi truyền cảm hứng cho các khách mời trong sự kiện. Xin chào tất cả các quý vị đang xem chương trình. Thưa quý vị, đây là chương trình Đại hội Đào tạo Kinh doanh Vận hành Marketing Spa 2018. Và đây là một cái chương trình đầu tiên tại Việt Nam. Tôi muốn nâng tầm của ngành làm đẹp này lên. Và tôi biết được rằng tại thị trường Việt Nam chưa có một tổ chức giáo dục nào xây dựng cái mô hình vận hành kinh doanh marketing spa như thế này tại thị trường Việt Nam. Chính vì lý do đó, tôi muốn tạo ra một cái nét riêng, một cái đặc sắc riêng, một cái xu hướng riêng, một cái xu thế riêng để tạo ra cho chương trình và tất cả các chủ spa, đặc biệt là tất cả các bạn đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh trong ngành spa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hoàng Ngân rất vui được gặp lại quý vị khán giả. Thưa quý vị, dạo gần đây thì mình thấy đang xôn xao cái thông tin về một nữ ca sĩ bị vỡ túi ngực ở trên máy bay. Và cụ thể vấn đề này làm cho các chị em phụ nữ nào đã từng đặt túi ngực hoặc là với những ai mà mong muốn là sẽ đặt túi ngực trong tương lai, mình thấy lo lắng và hoang mang quá. Vậy thì ngay bây giờ mình sẽ tìm hiểu thực hư của câu chuyện về nguyên nhân cũng như là giải pháp của câu chuyện này thông qua câu chuyện, qua phần trò chuyện của chính người trong cuộc. Và xin được chào đón đến chương trình ngày hôm nay nữ ca sĩ Ivy Trần. Và chắc chắn vị chuyên gia sẽ giải đáp và làm an lòng tất cả chúng ta, đó chính là vị khách mời rất quen thuộc, bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay và xin được cảm ơn chị Ivy Trần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cởi mở trò chuyện về sự cố vừa qua. Và chắc hẳn nhớ lại cái sự cố đó thì chị còn cảm thấy rất là sợ hãi đúng không ạ? Đáp đến sân bay Việt Nam thì trong cái quá trình bay á, thì mỗi lần mà lên xuống máy bay thì Ivy đều cảm thấy đau tức ngực. Và lần này thì đau tức ngực nhiều hơn. Nhưng mà cái cảm giác nó cũng sẽ qua và chịu đựng được. Thì khi xuống sân bay thì Ivy lấy hành lý và về liền trong vòng 20 phút. Về nhà thì thấy vòng ngực sưng căng lên rất là to. Thì mình nghĩ là bị áp suất và mình ngủ một giấc dậy. Thì sáng hôm sau mình đi gọi cho bác sĩ thẩm mỹ để tư vấn thì bác kêu là đi khám, tái khám liền đi. Thì mình đến bệnh viện phụ sản quốc tế thì người ta kết luận là mình đã bị bờ túi không đồng nhất và có dịch chảy xung quanh ngực. Thì mình đến bệnh viện Gia Định mình khám thêm lần nữa để chắc ăn thì bệnh viện Gia Định cũng có một kết luận tương tự. Lúc đó mình rất là hoảng sợ, hoang mang, giống như là mình bị rơi xuống địa ngục. Thì đến bệnh viện thì đầu tiên thì trường hợp này thì bác sĩ bên Hiệp Lợi thì nói là trường hợp của em thì không biết bên trong dịch chảy lân cận là gì, nên trường hợp của em cũng không có biết là mở ra có thành công hay không. Cái ca này gọi là ca khó. Thì lúc đó mình rất là hoang mang, mình nói nghĩ một ca sĩ mà bị mất đi cái phần ngực, cái phần mà quan trọng
thì nó như thế nào thì mình rất là hồi hộp. À, thật ra thì ngồi đây mình đã thấy rất là rõ là chị Ivy đang rất là xúc động. Dạ, và thằng đây, đây là người đã tiến tay để mà thực hiện cái việc mà như chị Ivy nói là giống như là cứu mạng chị vậy đó. Đã là người chấp nhận đón một cái ca gọi là ca khó và đã thực hiện thành công. À, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút về trường hợp của chị Ivy được không ạ? Khi mà thăm khám xong thì coi hết tất cả mọi thứ thì thấy hai ngực so sánh là từ ngực bên trái nó bình thường, ngực bên phải sưng vòng lên rất là lớn, gấp đôi bên trái luôn. Thì tôi nghĩ chắc chắn 100% cái điều này vỡ tới ngực rồi. Tại vì đây không phải là lần đầu tiên mà bệnh viện Hiệp Lợi đã chữa những trường hợp này. Thì trong những năm từ ngày mà làm việc ở bệnh viện này tới bây giờ thì khoảng ca vi là ca thứ 6 chứ không phải là mới, cho nên tôi nhìn tôi biết rồi. Tới cái này thì làm lại là chắc chắn cái vi là không có vấn đề gì mà nguy hiểm đến tính mạng hết. Vấn đề mình đặt ra đây là sau khi mở ra rồi á, mình có đặt lại túi ngực được liền hay không. Và 5 ca vừa qua thì chỉ có 1 ca giúp tôi đặt lại thôi. Và ca cũng thành công. Và ca vi là thứ 6. Tùy theo cái tình trạng mà của cái cuộc mổ cụ thể như thế nào thì mình có quyết định là sau cùng. Khi vào cuộc mổ thì mổ ra thì mổ đầu tiên tôi mổ cái bên mà nó bị vỡ trước. Thì mới mở ra tới khoan đặt túi ngực thấy toàn bộ. Và quý vị thấy tình hình này thì đây là cái túi ngực nằm bên trái nha, nó còn nguyên nha. Yeah. Cái vỏ nó mềm. Yeah. Ha. Thứ hai là ngực bên phải ngực vỡ đây, nó vỡ toát thành đôi. Yeah. Tất cả các cái gel silicone nó tràn hết toàn bộ cái ngực, cái khoang ngực đó. Yeah. Rồi cái màu cái tẩm dựng nó thường thường cái gel trong đó là màu trắng. Yeah. Trong nha, tất cả là cái gel làm được trắng trong đó, nhưng mà này tẩm những màu vàng là có gì có cái hiện tượng viêm xuất tiết dịch trong cơ thể tiết ra là cái huyết tương á, dịch xuất tiết isoda đó, thì nó làm nhiễm vàng cái này. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái ngực này nó vỡ ít nhất phải trên 3 ngày 4 ngày, thì cho nên là trong đầu mình cũng đắn đo lắm. Ở đây thì chúng tôi đặt cho cái vi cái túi Multiva là cái túi thẻ mới với 7 lớp, da rất mềm, nó mềm mại, rất mềm mại ha. Và cái này là đang là cái chất lượng rất tốt. Nó bây giờ thị trường đó ở Việt Nam thì rất nhiều túi, nhưng mà bệnh viện Hiệp Lợi chỉ tin tưởng 2 dạng túi thôi, là cái túi Multiva này với túi Mentor. Và có tại vì chúng ta đã coi kỹ thuật cái quá trình làm cái túi ngực và có cái mức độ chắc chắn như thế nào, phải coi cái nhà sản xuất. Yeah. Cái túi ngực mà mấy vị mà để đạt đủ chất lượng á, dạng xoắn, thậm chí có những cái quảng cáo mà xe hơi cán ngang xong á, cái lồng ngực nát hết trơn rồi, cái túi ngực còn nguyên. Thì vậy với áp lực rất là lớn, tôi khẳng định một lần nữa là 100% không bao giờ có chuyện đó. Yeah. Nếu mà quý vị xài cái túi đạt chất lượng. Còn cái chuyện mà nó vỡ trở nên bay là một trường hợp ngẫu nhiên. Yeah. Trùng hợp, tôi chỉ nói một câu là phải đến một cái cơ sở uy tín và người làm có nhiều năm kinh nghiệm. Cuối cùng là túi ngực còn đảm bảo đủ chất lượng. Thì đây là cái ca thứ 6 tôi đã làm rồi. Và tôi hy vọng rằng là Vi sẽ hài lòng với cái ngực mới. Và tôi nói là bây giờ hiện tại khi thăm khám xong thì ca này tôi nghĩ là 98% là thành công, diễn tiến rất là tốt. Dạ, và rõ ràng là mình nghe qua cái giai đoạn này cả là những cái lời chia sẻ rất là chân tình từ bác sĩ Phan Hiệp Lợi, thì chắc là quý vị khán giả cũng sẽ không có còn quá lo lắng nữa. Mà cái điều bây giờ mình muốn nghe tiếp đây sẽ là lời khuyên từ chính chị Ivy, là một người đã trải qua. Vậy thì chị sẽ có lời khuyên như thế nào dành cho những ai đang chuẩn bị để đặt túi nâng ngực ạ? Nếu thật sự tất cả phụ nữ của chúng ta đều mong muốn làm mỗi ngày đẹp hơn trong mắt mọi người và tự tin trong công việc, và cái quan trọng nhất là trong mắt ông xã của mình, nhắm đến cái điều đó để mình hạnh phúc, thì để mình tự tin thì mình nên tìm một cơ sở
một bệnh viện có uy tín và có sự ràng buộc của pháp luật, để mình tìm đến đó để mình tư vấn và mình làm những cái thay đổi về ngoại hình của mình. Thật sự đây là những cái lời nói từ đáy lòng của chị Ivy, mà nghe xong thì mình cũng cảm thấy là chắc hẳn quý vị khán giả sẽ không còn một chút lo ngại nào nữa hết. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó là lời khuyên từ phía bác sĩ Phan Hiệp Lợi, là từ chính người trong cuộc chị Ivy Trần, đó là chúng ta cũng nên chọn mặt gửi bà, lựa chọn những cái địa điểm uy tín, những bệnh viện có đầy đủ cơ sở pháp lý, có cái chức năng là có thể thực hiện những cái ca phẫu thuật, và bên cạnh đó là cũng phải đảm bảo về chất lượng của túi ngực mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ không hề có một cái vấn đề gì đáng để mà chúng ta phải lo ngại. Và nếu mà quý vị có bất cứ một thắc mắc nào về các chủ đề làm đẹp, đừng ngần ngại liên hệ với Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị đến với những chương mục tiếp theo. Trong thời gian gần đây, ngành điện ảnh truyền hình Việt Nam không ngừng phát triển và mang đến cho khán giả các sản phẩm chất lượng với những gương mặt diễn viên trẻ tài năng có sức hút đặc biệt. Diễn viên Phương Anh Đào là một gương mặt đã xuất hiện ở nhiều MV ca nhạc. Nhưng mãi đến gần đây, cái tên Phương Anh Đào mới chạm ngõ điện ảnh Việt Nam và được công chúng biết đến rộng rãi với lối diễn xuất nhiều năng lượng cùng gương mặt góc cạnh cá tính. Điều này đã khiến khán giả không khỏi tò mò về nhân tố bục sáng nhanh như chớp với 3 bộ phim liên tiếp trong cùng một năm. Phương Anh Đào luôn xuất hiện với thần thái tự tin, vẻ ngoài xinh đẹp và sở hữu nụ cười tươi tắn rạng rỡ, khiến cho nhiều chàng trai phải điêu đứng. Hãy cùng Mốt và Cuộc Sống khám phá ngay bí quyết làm đẹp của Phương Anh Đào nhé! Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Mốt và Cuộc Sống. Và hôm nay thì Phương Anh Đào có một cơ hội gặp gỡ mọi người tại một quán cà phê trong một buổi chiều mát mẻ. Hy vọng mình sẽ có một cái cuộc trò chuyện rất là thoải mái. Câu này làm thấy mắc cỡ quá, tại vì dáng không chuẩn và mặt da cũng không có đẹp. Với cái tạng người của như Anh Đào thì là sẽ hơi to cao, tay hơi to, chân cũng to. Nói chung là so với mấy bạn nữ làm diễn viên ở Việt Nam mình thì cái size của Anh Đào nó hơi bị lớn hơn chút xíu, kiểu như vậy, rất là khó để phù hợp với bạn Việt Nam. Nhưng mà mình biết cái yếu điểm của mình là về cơ thể nó sẽ có hay mở thừa, bắp tay to này nọ đó, thì mình sẽ cố gắng tập luyện. Lúc trước thì nào khá là chăm tới phòng gym, ngoài cái lợi ích về mặt hình thể thì nó còn mang đến những cái niềm vui về tinh thần cho mình nữa. Những cái ngày nào mà bận rộn quá thì chắc chắn là nào không tập được, thì mình chỉ có thể làm những cái động tác nó nhanh gọn lẹ ở nhà thôi. Ngoài ra thì khá là chăm chỉ đi bộ, rất thích đi bộ. Là bây giờ bạn đang nhận xét là mình kiểu là cá tính hả? À, cái đó chắc chắn kiểu cá tính, nhưng mà nó sẽ qua hình ảnh của từng phim thôi. Ví dụ như Nhắm Mắt Mùa Hè thì anh nào đâu có cá tính đâu, mà anh nào rất là nữ tính, rất là nhẹ nhàng. Muốn nhìn thấy điều gì nhất? Em Gái Mưa thì gắn liền với lại chiếc áo dài, những cái bộ trang phục cũ của năm 2000, còn đến Chàng Vợ Của Em thì mới có một cái chút gì đó nó phá cách, nó hơi công sở và nó mạnh mẽ, mặc dù nó trong đó là gói gọn một sự đơn giản. Thời phong cách thời trang của anh Đào bên ngoài thì cũng đơn giản thôi. Ví dụ như những cái công việc nào mà mình cần đi ra ngoài gặp mọi người, hoặc có những cái yêu cầu về trang phục, thì đa số là anh Đào sẽ mặc theo yêu cầu của cái bối cảnh ngày hôm đó, cái yêu cầu công việc ngày hôm đó. Còn lại về những cái khoảng thời gian nào mà riêng tư của mình thoải mái thì anh Đào sẽ cứ quần jogger, áo thun và giày sneaker, tại vì bình thường là không có đi giày cao gót. Bây giờ thì có một cái kiểu mà vận dụng ở đâu cũng được, là kiểu đau gì ôm đó ha. Đau gì ôm đó, ví dụ như mình đau đầu thì mình ôm đầu đó, kiểu thời trang vậy, quyến tái quyến rũ nhẹ nhàng thôi. Đau đầu, đau răng thì mình có thể chấm cằm như vậy, nhẹ nhỏ nhẹ vậy. Hoặc ví dụ mình thấy ai muốn làm duyên cái mình vậy. Đau hông ha. À, kiểu này rất là quen thuộc của mấy chị, đau cổ. Đó, đây là kiểu rất là hot hiện tại của mấy chị được chia sẻ trên mạng, là
đâu gì ôm đó là mình sẽ tạo được rất nhiều kiểu, chỉ cần chút thần thái thôi nữa thôi. But first, let me take a selfie. Chắc chắn đây là không phải là một sự tình cờ rồi, tại vì bản thân của anh Đào là theo học tại trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, thì mình với cái niềm đam mê của mình thì mình đã đăng ký và nộp vào trường đó, thì may mắn là mình đậu. Và sau 3 năm học và được đào tạo nghiêng về sân khấu thì 2014 anh Đào tốt nghiệp. Đến hiện tại bây giờ mình đi làm cũng được hơn 4 năm rồi. Cái khoảng thời gian đầu tiên so với các bạn cùng trang lứa, cùng lớp anh Đào, thì mấy bạn thường sẽ chọn là sau khi mà mình tốt nghiệp thì mình sẽ đầu quân về một sân khấu. Còn lúc đó anh Đào thì lại có niềm đam mê về phim ảnh nhiều hơn, thì lúc đó anh Đào tham gia casting cho những cái buổi tuyển chọn diễn viên cho phim ảnh. Thì mới đầu mình cũng bắt đầu với những cái công việc như là tham gia sitcom nè, rồi đóng MV, đóng quảng cáo, làm người mẫu ảnh, làm người mẫu tóc. Và sau đó dài hơi hơn, lâu hơn một chút, đó là mình tham gia những cái bộ phim truyền hình. Và đến năm vừa rồi mình mới có một cái duyên để làm phim điện ảnh chính thức. Mình có một cái vai diễn đầu tiên để mà ra rạp với khán giả. Anh Đào thấy không có trễ tí nào chứ? Mình học 3 năm, tại vì thật sự luôn á, trong khoảng thời gian 3 năm đó anh Đào không có chủ đích là mình sẽ đi làm phim ngay tại thời điểm mình đi học. Tại vì anh Đào sẽ được học hành và có một cái nền tảng nhất định nào đó trước khi mà mình bước đi ra ngoài mình làm. Thì trong khoảng thời gian đó anh Đào chỉ có gọi là kiếm sống bằng nghề quảng cáo thôi. Còn lại là phim ảnh mình không có tham gia. Có thể là sẽ không có những cái điểm sáng, những cái điều nổi bật như mọi người mong muốn hoặc mình mong muốn. Nhưng mà nói để bén duyên với nghệ thuật trẻ thì cái đó là nó hơi lệch. Nếu như mà được khán giả và được anh chị yêu quý, ưu ái dành cho mình những cái gọi là những cái việc danh đi hay những cái danh xưng gì đó, thì anh Đào nghĩ đó là một cái niềm vui đối với một người nghệ sĩ trẻ giống như mình, và mình lấy đó làm một cái động lực. Cảm ơn chương trình Mỗi Một Cuộc Sống ngày hôm nay đã tạo điều kiện để mà anh Đào có thể đến gần hơn với khán giả, cũng như là chia sẻ những điều nó nhỏ nhặt và có thể là một chút gì đó thú vị về anh Đào để cho mọi người hiểu thêm, biết thêm. Hy vọng một thời gian sắp tới mình sẽ có một cơ hội khác để mình cùng trò chuyện nhiều hơn nữa. Lá phong rơi luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thiết kế. Show diễn Phone Light vừa qua đã được công ty Gia Minh Media tái hiện thành công qua những bộ sưu tập đặc sắc đến từ các nhà thiết kế tài hoa. Bây giờ xin mời quý vị cùng nhìn lại những khoảnh khắc của show diễn Phone Light. Thương hiệu Blue Exchange đã ra mắt bộ sưu tập thu đông với những thiết kế tiện ích, năng động. Blue đã thực sự chinh phục được khán giả khi trình làng những thiết kế mang phong cách fashion dành cho các bản văn phòng Miss Blue, Man Blue. Cùng với những chiếc áo sơ mi kẻ sọc bắt mắt, màu sắc tươi sáng tạo cho người nhìn cảm giác tràn đầy năng lượng, sự tiện ích và bắt kịp xu hướng giới trẻ đã khiến cho Blue luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đông đảo người dân Việt Nam. Đến với show diễn lần này, The Blue Blue Exchange đem đến cho giới mộ điệu những set đồ vô cùng trẻ trung và năng động dành cho các bạn trẻ, đa dạng về kiểu dáng cũng như mẫu mã. We'll be right back.
hiệu áo dài khôi cũng đã trình làng bộ sưu tập tinh hoa đất Việt khi đến với show diễn Full Light lần này. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hình tượng Âu Cơ và Lạc Long Quân, nhà thiết kế Khôi Nguyễn đã thổi hồn vào những chiếc áo dài truyền thống mang đến sự sang trọng, quyến rũ cho người phụ nữ Việt Nam. Sưu tập này, nhà thiết kế Khôi Nguyễn muốn lưu giữ những giá trị truyền thống của đất nước, mang áo dài Việt Nam đến các sàn diễn thời trang quốc tế. Cùng chiêm ngưỡng lại những thiết kế đến từ thương hiệu Novelty với bộ sưu tập mang tên Đông. Lấy cảm hứng từ tiết trời se lạnh của mùa thu, nhà thiết kế đã biến tấu khéo léo mang đến cho những tín đồ mê thời trang những set đồ thoải mái và thời thượng nhất. Áo len, áo jacket hay những set đồ thể thao được thiết kế năng động là những sự gợi ý thú vị cho khán giả trong mùa thu đông năm nay.
show diễn với sự xuất hiện của những thiết kế sang trọng đến từ nhà thiết kế Tommy Nguyễn. Bộ sưu tập mang tên Thu Vàng Hạnh Phúc là một câu chuyện tình lãng mạn, lúc dịu dàng với sắc trắng, lúc dữ dội với sắc hồng sắc đỏ. Nếu các người mẫu nữ duyên dáng với những thiết kế dạ hội cầu kỳ, thì những mẫu nam lịch lãm trong các thiết kế vest họa tiết caro tinh tế. Mỗi bộ sưu tập là một tâm huyết của nhà thiết kế. Họ đặt cái tâm của mình vào những bộ trang phục để mang đến cho khách hàng sự hài lòng khi lựa chọn thương hiệu của họ. Chuyên mục vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mốt và Cuộc Sống kỳ này. Quý vị hãy luôn nhớ khung giờ phát sóng định kỳ của chương trình, đó là vào lúc 13h45 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Ngoài ra, muốn xem lại chương trình, quý vị hãy truy cập vào fanpage của chúng tôi Mốt và Cuộc Sống. Mọi thư từ góp ý xin gửi về công ty dịch vụ quảng cáo Gia Minh, Park 7, Vinhome Central Park, số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Số điện thoại 08 9840 9879. Và còn bây giờ, Ngọc Thuyết xin chào và hẹn gặp lại.